3. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá bán đông trùng hạ thảo. Hiện nay đông trùng hạ thảo được trao bán ở thị trường Việt Nam với nhiều mức khác nhau. Điều này khiến cho người mua vô cùng phân vân khi lựa chọn sản phẩm. Loại thảo dược này được trao bán chỉ với giá từ vài chục nghìn cho đến vài trăm, vài triệu và thậm chí là hàng tỷ đồng. Lợi dụng tâm lý của người Việt Nam ưu chuộng những sản phẩm với giá rẻ nên thị trường đông trùng hạ thảo Việt Nam ngày càng bị làm giả nhiều mọi người đều biết đây là loại dược liệu quý hiếm nên nếu chỉ bỏ ra vài chục nghìn để sở hữu đông trùng hạ thảo chất lượng thì là điều không thể nào đó chắc chắn chỉ có thể là những hàng kém chất lượng hàng giả giá đông trùng hạ thảo tươi chất lượng cao được quyết định bởi ba yếu tố chính đó chính là nguồn gốc của đông trùng hạ thảo chủng loại và thể trạng ban đầu hàm lượng dược chất có trong đông trùng hạ thảo đây là ba yếu tố quan trọng và quyết định trực tiếp đến giá cả của đông trùng hạ thảo tại việt nam như đã chia sẻ đông trùng hạ thảo vốn là thảo dược vô cùng quý hiếm và đắt đỏ ở việt nam đây được xem là thứ vàng mềm mà ít người có được giá nấm đông trùng hạ thảo tại việt nam được trao bán với giá từ vài triệu cho đến vài trăm triệu hoặc có thể lên tới hàng tỷ đồng tuy nhiên để xác định chính xác giá của đông trùng hạ thảo là bao nhiêu người dùng cần phải biết được những yếu tố quyết định tới giá thành nguồn gốc của đông trùng hạ thảo trước đây người ta chỉ biết đến đông trùng hạ thảo tự nhiên từ vùng đất tây tạng xa xôi thì ngày nay thảo dược này được nuôi cấy nhân tạo tại nhiều nước trên thế giới nhắc tới nguồn gốc chúng ta biết tới đông trùng hạ thảo của hàn quốc nhật bản trung quốc thái lan thậm chí là đông trùng hạ thảo nhân tạo tại việt nam đông trùng hạ thảo tự nhiên của tây tạng vô cùng quý hiếm Thống kê chỉ ra rằng mỗi năm chỉ thu được khoảng 50 kg trùng thảo tự nhiên. Vì vậy muốn sở hữu thảo dược này bạn phải bỏ ra hàng tỷ đồng. Hoặc thậm chí có khi có tiền cũng không thể mua được. Và với việc giá thành của đông trùng hạ thảo tự nhiên đắt đỏ như thế, rất dễ có những hành vi gian lận trong việc mua bán đông trùng hạ thảo tự nhiên. Ví dụ như có thể dùng que tâm để gắn đông trùng hạ thảo bị gãy, hút dưỡng chất trong đông trùng hạ thảo, chỉ còn lại xác khô người dùng uống sẽ không thấy có tác dụng gì chủng loại và thể trạng ban đầu của đông trùng hạ thảo đông trùng hạ thảo có các chủng loại đa dạng dựa trên đặc điểm của từng loại thì được phân chia với những loại chính sau đây đông trùng hạ thảo tươi dạng nguyên con hoặc dạng nuôi cấy sinh khối đông trùng hạ thảo sấy khô thăng hoa dạng nguyên con hoặc dạng nuôi cấy sinh khối giá đông trùng hạ thảo còn phụ thuộc hàm lượng dinh dưỡng các chuyên gia nghiên cứu dược liệu cho rằng hàm lượng dược chất có trong đông trùng hạ thảo là yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định giá đông trùng hạ thảo bán như thế nào hàm lượng dưỡng chất này sẽ được quyết định bởi các yếu tố như vị trí địa lý phương pháp nuôi cấy nguồn giống và cách chiết xuất đông trùng hạ thảo thông thường những đơn vị sản xuất đông trùng hạ thảo khác nhau sẽ sản xuất ra sản phẩm có hàm lượng dược chất khác nhau đông trùng hạ thảo chứa hàm lượng dược chất hơn sẽ có mức giá cao hơn vì vậy khi mua thảo dược người dùng nên tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về chất dinh dưỡng có trong đông trùng hạ thảo để có lựa chọn chất lượng và phù hợp nhất